Rồi ok hello xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Giờ nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái video mới nha. Thì trên tay của mình đang là những cái cell pin đây là những cái cell pin lipo ha anh em, lipo LiHV ha. Đây những cell pin lipo với điện áp cao ha được lấy từ những cái dòng Mavic cao cấp hơn ha. Đây là cell của Mavic E ha. Đây là cell của Mavic E với cái dung lượng là 2370 giờ anh em. Với cái điện áp tối đa mà em nó có thể sạc được là 4,4 V ha. Còn đây là cell của Mavic Pro anh em. Mavic Pro với dung lượng là 3830 ha. Và điện áp tối đa sạc của nó là 4,35 ha. Thì với Mavic Mini thì có thể sử dụng được cái cell LiPo hay không? Tại vì á, um, lý do tại sao mình lại chọn xe lipo á, là vì um, anh em thấy Mavic Mini 2 và Mini SE rồi đó. Hay tất cả những cái dòng Mavic khác á, đều sử dụng cái pin là lipo hết thế anh em. Chỉ còn mỗi một cái con Mavic Mini 1. Đó, đời đầu tiên đó là nó sử dụng pin Li-ion ha. À? Nó sử dụng pin Li-ion thật ra thì nó cũng có cái hay của nó anh em. Pin Li-ion á, pin li thì nó có một cái độ bền rất là tốt ha, à? độ tin cậy rất là cao nhưng mà cái nhược điểm của nó là dung lượng thấp so với cân nặng he, và dòng xả kém so với pin lipo rất là nhiều anh em pin lipo có dung lượng cao ha cân nặng thì rất là nhẹ dòng xả thì rất là lớn nó điện áp cũng lớn nữa nó với nhiều cái ưu điểm nó vượt trội hoàn toàn so với pin lyon thì tại sao chúng ta lại không sử dụng pin lipo để độ cho mavic mini he, chúng ta sẽ có được cái thời lượng bay tốt hơn ha ví dụ như cái cục pin này là 2370 của Mavic Air ha. Nó sẽ có cái thời gian bay tương đương với pin pin là 2500 nha của zin uh, của Mavic uh, Mini ha. Như vậy thì với cái pin pin là 3830 này của Mavic Pro ha. Chúng ta hoàn toàn có thể đạt được hơn 40 phút bay ha anh em. Hơn 40 phút bay ha rất là rất là tốt luôn anh em thì nếu anh em đã từng coi cái video trước của mình nói về cái pin Sony VTC6 ha 3000 mAh giờ thì thực tế là mình nếu mình hover thì nó cũng tầm đâu đó cỡ 35 cho tới 38 phút ha đó là khi mình bắt kiệt pin luôn ha còn với cái viên pin 3830 này nè nếu anh em bắt kiệt pin nó nó có thể đạt tới hơn 45 phút luôn ha anh em Cơ thể lượng bay nó rất là tốt ha anh em đó nhưng mà cái viên pin này nó sẽ có một cái vấn đề đó chính là nó sẽ khác về mặt điện áp. Với pin 18650 hay là pin Lyon thì chúng ta có điện áp sạc tối đa là 4,2V và điện áp xa cạn là 2,5V. Còn đây là pin LiHV. Điện áp tối đa có thể đạt đến là 4,4V và điện áp xa cạn nó có tầm khoảng 3,2V. Nó không nên xa cạn hơn nữa anh em. Như vậy thì khi chúng ta sử dụng cái mạch BMS zin của MX Mini thì chúng ta cần phải can thiệp để tinh chỉnh cái phần điện áp này lại ha. Đó là chúng ta sẽ phải can thiệp về điện áp sạc và điện áp uh, cắt. Ha. Đó là chính là cái điện áp mà tối đa mà viên pin có thể xả được và tối đa viên pin có thể sạc được ha anh em. Đó, và để can thiệp được cái này á, hiện tại thì với những cái phần mềm miễn phí mà mình đã từng giới thiệu cho anh em thì nó vẫn chưa có thể nào làm được ha anh em. Nhưng mà mình có một cách, mình có một cách để có thể làm được chuyện đó ha em. Rồi ok, sau đây mình sẽ hướng dẫn anh em làm cái cách đó ở trên máy tính nha để anh em can thiệp vào cái phần điện áp khác biệt giữa pin uh, lipo LiHV và li ion ha để chúng ta có thể sử dụng được những cái cell những cái cell lipo này nè đó, những cell lipo dung lượng cao mà nhẹ này cho Mavic mini ha anh em anh em nào mà xài mini se và mini 2 thì không cần quan tâm đến cái clip này đâu tại vì anh em đang xài lipo rồi thì không có gì phải quan tâm hết ha đối với mini 2 và mini se thì anh em có thể đổ xe Mavic E2 ha, 3500 cho thời gian bay hơn 45 phút nha anh em. Đó, đó là đối với Mavic Mini 2 và Mini SE ha. Không cần phải tinh chỉnh gì hết, nó hoàn toàn phù hợp với những viên pin LiPo này luôn. Chỉ có một riêng duy nhất là Mavic Mini thì cần phải suy nghĩ tới vấn đề mức độ pin này mình điều chỉnh điện áp nha anh em. Rồi ok anh em mình sẽ hướng dẫn anh em cách để để làm sao đó tinh chỉnh được cái mạch BMS của Mavic Mini 1 này để nó sử dụng phù hợp với pin LiPo ha, HV ha. Không phải tự nhiên mà chúng ta gắn cái mạch của hàng này qua hàng này để xài được đâu nha anh em. Không thể nào gắn qua đây mà xài được đâu nha. Nó vẫn xài được nhưng mà nó không khai thác được hết cái công suất của cái viên pin LiPo này ha. Rồi ok anh em. Ừ, rồi ok anh em thì đầu tiên á, chúng ta sẽ phải khởi động cái phần mềm là DJI Battery Killer này lên ha. Sau đó tiến hành kết nối phần mềm pin lại với nhau ha và read info <laughs> rồi ok anh em thì ở đây mình sẽ chỉ cho anh em xem nè đây là một cái mạch mình đã tinh chỉnh rồi ha anh em có thể thấy là điện áp sạc của nó đã được đẩy lên tới 8,7V ha thay vì thì zin sẽ là 8,4V ha anh em zin thì 4,2V trên cell thì uh, nó sạc hai cell là 8,4V ha con này là mình đã tinh chỉnh nó lên 8,7V để cho nó đạt cái điện áp là 4,35V trên một xe Đây là mình đang sử dụng cell. mà Mavic Pro ha anh em và và, và 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 ha Điện áp cắt của nó là 3,2V ha Nhưng mà trong cái phần mềm này nó không có thể hiện Nó không có thể hiện cái điện áp cắt cho nên là mình không có nói gì cái đó ha Thì để làm được cái bản Cái bản tinh chỉnh này là anh em xem nè Trong này nó sẽ chẳng có cái mục nào tinh chỉnh về điện áp đâu thì đây anh em thấy có cái mục nè. mili -ah nè, millivolt anh em cứ nghĩ là có thể chỉnh điện áp ở đây nhưng mà không nha anh em. Nó không có liên quan gì tới cái vấn đề chỉnh điện áp hết, nó chỉ là để view thôi, để xem thôi ha. Rồi mình sẽ in siêu nữa ha và mình read thử cái value cho anh em xem nè. Đó, điện áp 4346 4350 ha. Thì cái điện áp này là nó chỉ đọc thôi ha, chứ nó không có thể nào can thiệp vào tinh chỉnh nhiêu được nha anh em. Đó, thì mình muốn nói với anh em là khi anh em thực hiện theo mình thì gì? anh em phải cân nhắc nha nó có thể nó sẽ gây hỏng pin, <laughs> nó có thể gây hỏng pin, hư pin của anh em nhé, thì hãy nên cân nhắc trước khi làm nha thì đầu tiên anh em sẽ vào, anh em sẽ anh unshield xong anh em sẽ vào phần firmware nè, anh em vào bút ha. Và anh em bấm vào read, approm nè, đó, nó sẽ tự động đọc cái file, đọc cái dữ liệu gốc, đọc cái dữ liệu gốc trong pin và lưu lại thành một cái file anh em anh em sẽ tiến hành tinh chỉnh cái file này ha, đây cái file của nó nè. Backup E nè, đó. Thì cái file này nó là gì khi anh em mở lên nó sẽ chẳng là gì cả, nó sẽ không có là cái gì hết. Anh em cũng chả biết nó là gì luôn. Đó. Thì đây là một cái file về chứa cái thông tin về điện áp của pin ha, chứa những cái thông tin khác của pin. Thì mình sẽ đem nó mình xào nấu với một cái file khác nha anh em. Ở đây mình có pin mini japan và pin của mini 2 ha thì pin mini spen đó thì nó sử dụng pin lihv ha 4,35 v trên cell thì mình sẽ lấy cái phần 4,35 đó mình cắt và mình dán vào trong cái pin mini gốc của mình ha để mình đẩy cái điện áp nó lên được là 4,35 v trên cell anh em mình sẽ sử dụng cái phần mềm là hsd nè sau đó mình mở cái cái file cái file gốc này lên đó rồi mình mở tiếp cái file pin ra băng ha pin của nhật ha pin của nhật thì nó có điện áp là 4,35 ha đó thì hai file này anh em nhìn cũng chẳng biết là gì đâu nhưng mà sau thời gian nghiên cứu thì mình biết nó copy từ đoạn nào tới đoạn nào ha thì trong cái đóng này nó sẽ có một cái đoạn quy định về điện áp ha copy cái đoạn đó, sau đó dán qua bên đây và tiến hành nạp nó vào bằng phần mềm này ha, chúng ta sẽ vào boot và chọn write F-ROM ha, write F-ROM rồi chúng ta sẽ chọn cái tới cái F-ROM mà chúng ta chỉnh sửa đó, rồi chúng ta nạp vào trong và thế là chúng ta sẽ có được cái phần điện áp uh, như cái pin của nhật bản ha, là sẽ tới 8,7 v ha là 4,35V trên cell đó anh em thì mình đã từng mình đã thử mình đã thử với với cái bảng pin của mini 2 ha cái bản của mini 2 là sạc đến 4,4V trên cell anh em nhưng mà cái hấp sạc của mình nó không cho sạc anh em cái hấp nó không có cho sạc nó báo lỗi điện áp gì đó đại khái nghĩa là cái hấp của mini 1 không thể sạc được đến 4,4V nha anh em nó chỉ sạc được tới 4,35V thôi mình cũng chưa hiểu tại sao ha đã thử rất là nhiều lần thì mình cũng chỉ 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 có thể sạc được tới 435 v thôi. Đó, thì với cái cell à uh, 3830 của Mavic Pro ha. ha. Đây là cell đó, 3830 của Mavic Pro thì anh em có thể bay được tới hơn 45 phút nha, thậm chí là đến 50 phút nha anh em. Rồi ok, mình sẽ cho anh em xem thử cái phần bay thực tế của em nói nha anh em. Rồi ok anh em.